Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Gió thổi hiu hiu, trời đã xế chiều. Chào cả nhà, chào ông bà cô bác, mấy anh mấy chị luôn. Chiều giờ con nó đi hái rau làm món gì đó không biết, đi hái rau rồi đó kìa. Con chúc cho cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe, thành công, may mắn trong công việc, làm ăn thì càng ngày càng tấn tới cả nhà ha. Để con quay máy rồi giờ con làm gì trong đó cả nhà ha. Em ơi, sao ngoài không mở cho vô mùng làm gì? Nó chui mùng vô đây nó ngủ chung với đám rau à. Gỡ lên đi. Thôi gì được rồi. Đâu thấy anh. Trời thôi biết được đâu thấy. Rồi đám hành cả nhà. Hầu đám hành là đánh hàm ấy ha. Tốt quá chàng luôn. Trời có cỏ trong đi gì chị? Đi đi không mà cả nhà ơi, nó trồng nó không lớn hết trơn. Đáng này bị hết hết chất rồi, không trồng mấy quận rồi hết phân hết gì hết trơn rồi. Hết khí carbonic nữa. Carbonic là ăn món gì với rau nha. Cá chiên đi. Giờ hết rồi đó nè, rồi cá chiên cả nhà, rồi chui gà. Giờ nó nằm đây, bắp rồi cả nhà. Bắp này trái nhỏ quá, trái đi đi luôn. Khổ quá nè. Trái không được bự, trái về đòn nhỏ nó bẻ nè, con nó bẻ nè, thử coi con già chưa, nó bẻ nè. Buổi chiều buồn quá, cây này câu dện mà. Ừ, câu dện chừa lại đó. Hôm qua trong đây một cây đem nhỏ bỏ nó bù xù quá, không có mùng. Nó bầu. Bầu này hồi sáng ấy nữa nha. Sáng mẻ dở sơ cờ. Sáng mẻ ăn lá bầu bây giờ. Sơ cờ rồi. Này rau cần cua nè. Cua xanh mướt luôn. Ngày qua Tết rồi hết đồ ngon cả nhà ha. Ngày cũng quay vòng vòng ăn cá, đổi lại ăn cá đó cả nhà ủng hộ con cả nhà ha. Ủng hộ cho con được nào thì kênh bà kiếm tiền con tạo điều kiện cả nhà. Chỉ cần kênh được bà kiếm tiền đi mượn tiền quay cả nhà. Mượn tiền quay chừng vài tháng cái mình lãnh được tiền để mình bù lại cả nhà. Bây giờ đâu có tiền đâu quay đồ ăn ngon. Qua Tết rồi vô học rồi, con gái con nó đi học rồi nữa. Nhờ tốn thiếu quá. Nói chung là mấy năm nay nuôi tôm không có được thuận tiện, đất còn ít quá. Người ta từ những có mười mấy hai chục công đất mới sống nổi thôi chứ năm công là không được ăn luôn. Dùng đất dùng Cà Mau này cả nhà biết mà. Nuôi tôm mà nó có tôm thì đủ ăn thôi chứ không dư đâu. Tại nhiều đất mới có lời. Quay tới đây hay cả nhà, lát lát con quay đoạn tiếp theo luôn. Thôi dừng máy đây hay cả nhà ha. Con cả nhà ơi, nãy con bẻ rau xong mà giờ vô làm cơm ở cả nhà, giờ con nó bẻ rau rồi nè. Cái chiên. Ồ, có vị tươi, chiên tươi cả nhà. Thêm mấy cái trứng, cơm, nước mắm luôn. Rồi để con quay máy luôn mà cả nhà ăn cùng vợ chồng con cả nhà. Cả nhà ơi, con cả nhà. Rồi con mời cả nhà ăn cơm cùng vợ chồng con cả nhà. Trứng chiên, cắt chiên luôn cả nhà. Mấy đứa con nào mình ở cả nhà, không dám quay cả nhà. Mời cả nhà đi nước chừa uống tấm giọng cái này. Ở dưới này đổ quá. Ủa bữa nào đổ xuống nè. Đó. Cái sao to đó con. Vô cơm cả nhà. Chị ăn đơn sơ đó nha. Trở lại cuộc sống bình thường. Bữa tha mình bị mới đúng chứ. Bình thường cái này ha. Bây giờ bình thường ăn gì thì gì nữa. Ăn đưa cho mấy nhỏ mấy cái trứng đi. Trứng không con? Thôi cho ăn hết sao? Anh chiên cá dọn quá nè.
Còn mấy ngon? Hồi chăn hết thịt đó. Ôi Phật ạ. Cá này còn sống nó nhảy nhảy mà. Miếng gạo à? Miếng gạo rồi. Cho trồng nhà nha cả nhà. Hồi nãy đi bẻ rồi nữa không trồng nhà. Trồng dưới đó chứ trồng nhà gì? Nhà tự trồng. Vô cái nhà. Chào à. Mà miếng trứng luôn. Sẽ bỏ vô đó gì? Ừ. Nè. Con ăn lá bầu nữa không anh đi? Còn nữa hả? Sáng còn lá bầu. Ủa mẹ. Gì con? Giờ mình làm nữa đi nè. Không biết không? Không biết thì hỏi ông nội. Nó đi không hả? Không nhỏ rồi, không mẹ thôi đi. Chơi nó hỏi ông nội, chứ đâu ông nội đi nữa. Hồi nãy nhớ có mấy ông hẹ mà ta. Hẹ ra bán không bên đó hả con? Cho mẹ mấy ông hẹ. Đứng rồi đây. Người ta vô xem liền. Ừ. Đó là mình. Sẽ chờ là nó biết liền. Hồi nãy ra thấy được, rồi mới ra nó hỏi nãy có nhớ rồi đi vào. Nó nhớ làm vô không ạ? Thấy là hỏi quay á, có quay không? Nó hỏi đi vào, quay đúng không? Thông minh đó. Rồi mà nó cũng biết nữa mà kìa. Ừ. Mới ăn hết trơn rồi. Ăn đi con. Vùng quê hả cả nhà ha? Vùng quê ở đây là toàn cà phê không, đâu có cả đồng như vùng trên đâu. Không gì con. Cái vùng trên. Cái gì hả? Vùng trên nó có cả đồng cả cà gô. Cái đồng mềm không cha này chiên chia giòn quá. Có nữa con. Cho nó ăn đi. Không. Ăn gà đi con. Đâu hả? Đưa đi. Ăn gà đi thôi, gà nhấp vô đi rồi con. Dạ, đỡ ăn. Đi ăn gà, ăn gà với con. Kem nồi, kem nồi. Ăn đi. Ừ. Không, mấy nhóc này chắc năm tới quay được rồi. Rồi. Bự lên chút á. Bự mới quay được. Không tới được quay được. Con còn nhỏ xíu vậy. Con cho nó mắm gì mẹ con. Đâu vậy nhá. Cho nó. Tính bác nữa. Cái dừa khô cái gì chua dưới à? Trời ơi, khô đó, ta vừa vừa ăn người ta cái gì khô à? Chua đâu? Lạc quá. Anh ăn gì? Thôi con mời cả nhà chén thứ hai cả nhà ha. Vừa ăn luôn mà, vừa có chán rồi. Nhá nhá cái gì vậy bảo thầy? Nhà ừ. Vừa ăn vừa lạ cái gì? Bảo thầy ưa nhái quá nè. Uống rồi no luôn rồi. Dọn này lại đi anh. Dọn cắt chiên lại đi. Đang ăn mà dọn gì? Bỏ qua luôn. Bỏ nhiều. Thôi đợi đã.
cá ít quá cả nhà, mất chiên trứng thêm nữa nè. Không có cơm cái gì nè. Không có đây. Này là con quay xiên cả. Bữa nào ăn trình soạn cái nhé, quan bữa lại bình thường chút ha. Cái này chút nha. Thôi được. Ủa? Tải đâu? Tải còn nè. Không à, dưới đó rồi. Để em lấy thôi. Cái gì còn miếng tương nào? Với cái miếng tương mới không mới à? Thôi, lấy những cái hai miếng rồi thôi. Vô vậy. Rồi, thấy rồi. Thấy chưa, nó ngon miệng. Ăn đi con. Đấy. Đi bỏ trứng cho ăn nè. Rồi gắt bỏ đi ăn. Nước tươi nó có hộp nước khô lại rồi. Bỏ xuống. Chắc này nè. Bỏ xuống đây rồi bỏ nước tươi lên. Không. Ủa, kiếm nó tiêu rồi. Tao nè. Không gì thì phải chơi đâu. Còn mà nhau như cái chợ bán cá vậy. Cái món gì chứ ai ăn chứ con. Quậy à. Để chuyển khác gót. Có đừng à. Mở không gót. Có kem không bác? Con ghé không bác? Gót kem thì em gót có đổ quá. Mở đi, mở nắp một cái. Tại giờ lá này phải nó cãi không giật. Nhức lại gì? Lộn lộn chưa? Không phải nó cãi gì vậy? Phải luôn. Cái hở luôn. Ôi, người ta nổi nhạc là trình. Rồi hát mấy ông kẹo. Rồi tao quay phim chút. Tao quay clip dở rồi mà còn bản quyền nữa là lấy clip đâu quay. Rồi con mời cả nhà miếng cá có miếng gà cả nhà. Không biết. Ai với ai đây? Đang hết cơm nữa mà. Cơm bếp cơm đi đâu mà bếp. Mắt còn hơi le le cả nhà, nhìn xác xác thì mới thấy cái số. Coi thời gian á. Có ý là coi thời gian có nó bao lâu mình quay đó đó mình dừng ở cả nhà. Nó quay dài quá ngán vậy lắm. Quay vừa vừa thôi. Dài quá cả nhà coi chán. Quay dài quá cả nhà coi có 1 phút rồi thôi lỗ luôn. Cái gì? Rồi con ăn gì lấy đó. Đầu video con tới đây cả nhà. Thay vì mấy có bữa ăn ngon thì có bữa ăn rẻ hơi dở ăn chút cả nhà thông cảm con ha. Điều kiện kinh tế không có cả nhà mà con quay cho nó đâu bắt buộc con phải quay ngày nào con quay một clip. Đồng ý là con chịu dở tiền mà cả nhà xem ủng hộ giúp con đi. Cảm ơn cả nhà mình, ngày nào có điều kiện con sẽ bổ sung là quay clip hay không cả nhà ha. Rồi hẹn cả nhà clip sau mình luôn cả nhà ha. Cả nhà yêu thương con mới vô á, cả nhà mới vô cái xem kênh á cho con xin được một đăng ký, một lượt chia sẻ, một like luôn cả nhà. Rồi cả nhà đã có đăng ký rồi cảm ơn cả nhà, tất cả cô bác anh chị mình đã ủng hộ, đã đăng ký từ trước đến giờ ha. Luôn là mình cùng con cả nhà ha.
nhà mình clip xài luôn nha, bye bye.